Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Q&A Enrich Knowledge Together. Và mình là Dương Nguyễn. Tuần vừa qua thì rất cảm ơn một số bạn đã gửi câu hỏi đến cho mình thông qua chương trình Q&A trong nhóm Facebook Vietnam Compositor. Vậy thì thay mặt các admin, hôm nay mình xin làm video này để trả lời cho một số câu hỏi. Và câu hỏi cần được giải đáp lần này là các cách để tổ chức nốt trong phần mềm The Foundry Nook. Vậy thì có một số cách để tổ chức nốt như là backdrop, dot và group. Sau đây mình sẽ đi vào từng cách tổ chức một. Cách thứ nhất là backdrop. Vậy thì thao tác của nó là trước hết mình tạo thêm một số nốt nhìn cho nó dễ hình dung hơn. Đây thì nốt phía trên thì là do mình com cho cái sản phẩm này của mình, cũng không quan trọng lắm. Vậy thì để mình tạo thêm, mình chỉ tạo thêm một số nốt giống nhau ở ví dụ thôi nhá. Vậy thì mình có các nốt grade này. Và thao tác ở đây là bạn nhấn phím tab, gõ backdrop, enter. Vậy là bạn đã có một backdrop dùng để phân vùng các nốt mà bạn vừa chọn. Khi bạn kéo backdrop thì các nốt sẽ di chuyển theo. Vậy thì lợi ích của backdrop này chính là giúp các bạn phân vùng các nốt và làm cho hệ thống nốt trực quan cũng như là bắt mắt hơn. Và bạn có thể tìm kiếm các nốt dễ dàng hơn. Tại vì sao mình lại nói tìm kiếm dễ dàng hơn? Để mình ví dụ, mình đặt tên backdrop này là color đi. Và nốt grade này mình đặt là color correction chẳng hạn. Vậy sau này khi bạn làm việc với một lượng nốt rất là nhiều và bạn sẽ muốn tìm lại cái nốt grade mà bạn đặt là color correction, thì bạn sẽ nhớ rằng là bạn đã đặt nó trong cái backdrop là color. Vậy thì bạn chỉ việc zoom lên và tìm đến cái nốt cái backdrop này và bạn sẽ tìm được cái nốt mà bạn muốn. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với cái cách tổ chức tiếp theo, đây là dot. Dot thì trong tiếng Anh nó có nghĩa là dấu chấm rồi. Thì trong nút nó cũng vậy, là bạn có thể tạo ra các dấu chấm để tổ chức các nốt. Thao tác của nó thì cũng rất là đơn giản. Bạn nhìn lên bàn phím và có một nút có dấu lớn hơn, phía dưới đấy là dấu chấm. Thì bạn muốn tạo một dấu chấm ở đâu thì bạn chỉ việc click vào một vùng trên màn hình và nhấn phím dấu chấm đấy. Thì ngay lập tức sẽ có một dấu chấm hiện ra và nó có thể giúp bạn nối được các nốt. Nó cũng giống như là bạn nối thẳng thôi, nhưng thay vì nối thẳng bạn có thể nối theo một hình dạng đường khác. Thì cách này có thể lợi ích của nó là giúp các bạn tổ chức hệ thống nốt trực quan và rõ ràng hơn và tránh các mối liên kết chồng chéo. Thì ví dụ các bạn muốn không muốn nó treo chéo như thế này, các bạn muốn nó vuông vức một tí thì các bạn có thể làm nó vuông hơn. Và mình cũng xin nhắc đến một cách khác để tạo dot này, đấy chính là khi mà các bạn có một đường liên kết như thế này, các bạn muốn bẻ cái đường liên kết này thành một hình dạng khác, ví dụ hình vuông chẳng hạn, thì bạn giữ phím control và nó sẽ hiện lên một dấu chấm vàng như này. Bạn dùng click chuột trái thì bạn có thể tạo được cái đường liên kết như thế này. Đấy. Còn vì sao mẹ nói tránh các mối liên kết chồng chéo? Tức là ví dụ để mình tạo thêm một cái nốt gọi là color correction đi. Color correct nhầm. Thì mình nối cho nó cái mask này chẳng hạn. Nó không quá đúng đâu nhá, chẳng qua là mình lấy làm ví dụ thôi. Nhưng mà cũng không sao. Ví dụ mình có cái này, nó phải nằm như thế này. Và nó nối như thế này. Đấy. Thì như bạn đã thấy là bây giờ nó đã, cái liên kết nó đã bị chồng chéo lên nhau. Thì tất nhiên là các bạn có thể kéo xuống như thế này. Nhưng mà để mình chỉ tạo một ví dụ đơn giản để minh họa thôi. Thì thay vì để nó chồng chéo như thế này thì các bạn có thể tạo những cái liên kết nó tránh bị chồng lên nhau bằng việc kéo như thế này và như thế này. Đây là mình chỉ ví dụ đơn giản thôi, chứ trường hợp này bạn có thể kéo trực tiếp xuống. Ok, vậy thì mình đấy là về dot. Mình sẽ xóa cái này, xóa color correction đi, xóa những cái này nữa. Rồi, đây nữa.
Và đến cách cuối cùng mà có thể một số bạn cũng chưa để ý lắm, đấy là về group. Bởi vì hai cách trên thì mình thấy là hầu như các bạn cũng khá là quen thuộc và cũng biết rồi. Thì mình sẽ nói về cái group này. Đấy chính là về cái thao tác ấy, thì các bạn có thể quét chọn tất cả. Và các bạn là thao tác ở đây là các bạn nhấn phím Control G. Ok. Tức là Control G là mình nói theo tiếng Anh thôi, còn tiếng Việt thì nó là mình hay nói với nhau là Control G ấy. Thì thực ra thì mình cũng không phải cố tình nói tiếng Anh để khoe mẽ gì với các bạn cả. Trình độ tiếng Anh của mình thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà mình chỉ muốn là khi các bạn xem video của mình thì các bạn có thể làm quen với các thuật ngữ hay xuất hiện trong các tutorial của nước ngoài. Nên là nó sẽ giúp các bạn sau này xem các cái tutorial đấy dễ hiểu hơn, và tránh bị những cái thắc mắc do ngôn ngữ trong trường hợp bạn không phải là những người mạnh về ngoại ngữ. Ok, vậy thì quay lại về cái group này thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là sau khi tạo group xong thì làm sao để có thể truy cập vào trong group này để chỉnh các cái nốt trong đấy. Thì có nhiều người nghĩ rằng là double click vào đây, tức là nháy chuột đấy, nháy đúp chuột thì sẽ vào được. Nhưng mình theo như mình thấy ở hiện tại thì đang không vào được. Mặc dù có một số bạn vẫn nói là double click có thể vào được, nhưng mà theo như mình thấy hiện tại thì không thể vào được. Thì vẫn còn một cách khác, đấy là các bạn nhìn lên đây có một dãy tab, và các bạn sẽ thấy tab là group 1 ở đây. Thì nó sẽ được tạo ngay đồng thời khi bạn tạo cái group 1 ở phía dưới này. Bạn chỉ việc nhấn vào đây và bạn đã thấy được những cái nốt mà lúc nãy bạn đã tạo. Nó y nguyên như thế. Và lợi ích của cái group này là gì? Lợi ích đấy là giúp cho hệ thống nốt của bạn trực quan hơn, phân vùng các nốt riêng biệt. Và có thể cái lợi ích mà đặc biệt nhất của group ấy, thì bạn có thể tạo được cái gizmo. Đây, có chức năng export as gizmo. Tức là thay vì bạn phải import hay là copy paste các cái script mà bạn hay dùng, mỗi lần bạn mở nút lên thì bạn có thể lưu nó dưới dạng gizmo và cài đặt cho nút. Thì nó có thể hiểu nôm na như là các cái plugin ở các cái phần mềm khác ấy. Nhưng mà bởi vì thế nên là khi mà bạn mở lên ấy thì bạn có thể dùng ngay. Mình sẽ không nói nhiều về Gizmo bởi vì bài này không giải quyết nhiều về Gizmo. Và sẽ có một video riêng nói về Gizmo sau. Nhưng mà mình quay trở lại nói về group thì đây. Bạn có thể tạo được những cái thông số để bạn mà bạn muốn tinh chỉnh riêng bằng việc là click chuột phải. Chọn là Manage Use Knob. Ở đây thì bạn là ví dụ, mình ví dụ thôi nha, bạn có thể thêm tab Color đi. Ok. Và bạn có thể thêm một số những cái tinh chỉnh. Ví dụ mình muốn chỉnh Black Point này, Multiply đi. Ok. Vậy thì bạn đã thấy ngay lập tức nó sẽ tạo một cái tab color cho cái group 1 này. Bạn muốn đặt tên cái group 1 này là gì cũng được nhá. Thì bạn có thể chỉnh được những cái thông số mà bạn muốn. Và những cái thông số này là được lấy ra từ cái nốt là grid số 4 ấy. Đây chính là cái grid này. Vậy thì bạn hãy quan sát nhá. Bây giờ nếu như mình chỉnh black point chẳng hạn. Rồi multiply đi. Bạn để ý nhá. Ở đây hai thông số này là 0.4 và 0.105. Thì lúc mình vào ở đây, width số 4 thì nó đây, black point cũng là 0.4 và 0.105. Nó sẽ điều chỉnh tương ứng với thông số được lấy ra từ nốt trong group đấy. Ok, vậy thì phần giải đáp của mình đến đây cũng kết thúc. Mình mong các bạn có thể học được chút gì đó hữu ích từ video này. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.